Thì như chúng ta biết là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là nó liên quan tới tình trạng hút thuốc lá ở trên một cái cơ địa dễ bị bệnh phổi, và khi người đó hút thuốc lá thì nó sẽ có tình trạng đáp ứng viêm vá mức ở phổi của bệnh nhân. Nếu mà đáp ứng viêm vá mức ở nhu mô phổi thì sẽ gây ra cái tình trạng khí vết thủng, và cho tới thời điểm này chúng ta vẫn chưa có thuốc nào để điều trị tình trạng khí vết thủng. Còn đáp ứng viêm vá mức ở đường dẫn khí sẽ gây ra là dày cái thành phế quản, rồi tăng sinh cơ trơn phế quản và tăng tiết đàm nhớt, và từ đó làm hẹp lòng phế quản. Thì sự thay đổi ở đường dẫn khí và khí nhu mô phổi, tức là tình trạng khí vết thủng, sẽ gây ra cái tình trạng hẹp cái lòng đường dẫn khí, và bệnh nhân có biểu hiện là ho khò khè, khó thở, và khi chúng ta đo hô hấp khí thì sẽ thấy có tình trạng có hội chứng tắc nghẽn. Và như vậy thì cho tới thời điểm này thì chúng ta chỉ có những thuốc đánh vào cái đường dẫn khí của bệnh nhân, và cái thuốc mà quan trọng nhất là cái thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài dạng HIIT. Thì để chẩn đoán xác định bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, các anh chị phải nhớ rằng chúng ta phải dựa vào triệu chứng, tức là bệnh nhân phải có tình trạng khó thở, rồi sau đó chúng ta phải khai thác là yếu tố nguy cơ thường là bệnh nhân có tình trạng hút thuốc lá và được khẳng định bởi hô hấp ký, bởi FEV1 trên FVC sau test thử thuốc giãn phế quản phải dưới 70%. Mấy chị nhớ là mình luôn luôn phải sử dụng hô hấp ký để khẳng định bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bởi vì một khi đã xác định là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là chúng ta phải điều trị hầu như là suốt đời, dùng thuốc lâu dài, cho nên chúng ta phải chẩn đoán xác định thì chúng ta mới tiến hành điều trị. Thì cái việc chẩn đoán không chỉ dừng lại ở việc chẩn đoán xác định, mà chúng ta phải phân nhóm bệnh nhân COPD. Tức là các anh chị cũng biết rồi, chúng ta sẽ dựa vào triệu chứng hiện tại của bệnh nhân. Nếu mà bệnh nhân mà có tình trạng khó thở, chúng ta sẽ dựa vào thang điểm MMRC hoặc thang điểm khác. Nếu mà từ MMRC từ 2 trở lên hoặc là khác từ 10 trở lên thì xem như là bệnh nhân thuộc cái nhóm mà có nhiều triệu chứng, là chúng ta phải điều trị tích cực, đặc biệt là sử dụng thuốc giãn phế quản tác dụng dạng HIIT kéo dài, và bệnh nhân có thể xếp vào nhóm B hoặc nhóm D. Và sau đó chúng ta có thể dựa vào cái nguy cơ đợt cấp trong tương lai, và nguy cơ đợt cấp trong tương lai người ta nhận thấy rằng nó có liên quan tới tiền căn đợt cấp trong năm vừa qua. Nếu bệnh nhân mà không có lần nào nhập viện hoặc là có không tới một đợt cấp trong năm vừa qua thì bệnh nhân sẽ xếp vào cái nhóm nguy cơ thấp. Còn nếu mà bệnh nhân mà có từ 2 đợt cấp trong năm qua hoặc là có một lần nhập viện thì bệnh nhân sẽ xếp vào cái nhóm mà nguy cơ cao, thì có nhóm C và nhóm D. Và trong cái thực hành lâm sàng của chúng ta thì đa số bệnh nhân là đến với chúng ta vào nhóm B và nhóm D. Bây giờ nhóm A là nhóm mà ít triệu chứng và ít đợt cấp, hầu như bệnh nhân sẽ không đến với chúng ta. Còn đối với cái nhóm C á, là cái nhóm mà ít triệu chứng và nhiều đợt cấp, thì người ta nhận thấy rằng nếu mà bệnh nhân có nhiều đợt cấp thì nó liên quan tới triệu chứng, là thế nào bệnh nhân cũng sẽ có nhiều triệu chứng. Cho nên nếu chúng ta chẩn đoán nhóm C thì coi chừng chúng ta làm đây là có thể là nhóm nhóm D, thì chúng ta cần phải cẩn thận. Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhiều ở bệnh nhân CPD là nhóm B và nhóm D, thì trong thực tế thì như thế nào? Ví dụ đây là một cái nghiên cứu tại Mỹ, họ theo dõi bệnh nhân trong 3 năm ở 1.100 bệnh nhân, tức là nghiên cứu Spiromid là một nghiên cứu lớn, thì họ thấy rằng là đa số bệnh nhân mà trong cộng đồng đó thì thấy rằng là đa số là bệnh nhân không có cái đợt cấp nào trong 3 năm theo dõi, tức là khoảng 50%. Còn nếu mà bệnh nhân mà có 2 đợt cấp trong 3 năm liên tiếp đó thì chừng 2,5% mà thôi. Vậy nếu mà trong cộng đồng đó, bệnh nhân chúng ta thì đa số là gặp bệnh nhân mà có ít đợt cấp, tức là và nhiều triệu chứng. Còn nếu mà bệnh nhân có nhiều triệu chứng và nhiều đợt cấp đó, thực sự trong cộng đồng là ít. Thì đó là ở Mỹ thì có thể là người ta điều trị bệnh nhân tốt. Còn ở Việt Nam thì có thể có bức tranh sẽ khác hơn. Việt Nam mình có thể là nhiều bệnh nhân đến với chúng ta lại là thuộc với nhóm nhóm D nhiều hơn. Ví dụ đây một cái nghiên cứu tại vùng châu Á Thái Bình Dương, thì trong đó có Việt Nam, thì thấy rằng là trong năm qua thấy 19% bệnh nhân nhập viện vì đợt cấp. Như vậy nhóm D thì chúng ta phải có ít nhất là 20%, và nếu mà tính số đợt cấp nữa có thể nhóm D của chúng ta sẽ cao hơn. Còn trong khi trong cái nghiên cứu của Mỹ thì nhóm D của họ là không quá 10%. Như vậy thì cái gánh nặng về cái bệnh nhân mà có nhiều triệu chứng và nhiều đợt cấp ở Việt Nam là tương đối cao chứ không phải là thấp. Thì đó là cái việc chẩn đoán. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn thuốc điều trị cho bệnh nhân COPD theo 2019 thì như thế nào? Thì mục tiêu điều trị thì cái này chúng ta biết rằng chúng ta phải làm dùng thuốc như thế nào đó làm giảm triệu chứng cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân giảm được triệu chứng khó thở thì lúc đó bệnh nhân sẽ cải thiện được cái chất lượng cuộc sống. Và mục tiêu thứ hai là chúng ta sẽ cải thiện được cái nguy cơ bị đợt cấp, và chúng ta phải sử dụng thuốc như thế nào để đạt được hai cái mục tiêu này. Thì như thầy Nhung mới vừa nói thì chúng ta điều trị COPD không chỉ là sử dụng thuốc mà chúng ta phải sử dụng những thành phần không thuốc. Thì đây là một cái phân tích ở Anh, họ thấy rằng là
trong số những cái can thiệp mà chúng ta bỏ ra một số tiền đó để đạt được một năm bệnh nhân sống thêm đó, thì cái mà can thiệp hiệu quả nhất vẫn là chích ngừa cúm. Cho nên mấy chị lúc nào cũng phải nhắc bệnh nhân là chích ngừa cúm mỗi năm một lần, rồi sau đó là bệnh nhân phải ngưng hút thuốc lá. Thì rất tiếc ở Việt Nam mình vẫn chưa có những cái thuốc mà để giúp bệnh nhân cai thuốc lá, thì chúng ta chỉ dùng lời khuyên thôi. Vậy chúng ta nhớ rằng cái cai thuốc lá cũng là một trong những can thiệp mà bỏ ra ít tiền hơn nhưng mà sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn. Và cái nữa là chúng ta phải phục hồi chức năng hấp, được xem như là cái can thiệp thứ ba mà có hiệu quả, bỏ ra số tiền ít nhưng mà đạt hiệu quả, rồi cuối cùng mới vẫn là thuốc. Vậy thì chúng ta nhớ rằng chúng ta phải điều trị bệnh nhân COPD không chỉ thuốc mà còn có những can thiệp không cần thuốc. Thì thuốc điều trị cho bệnh nhân COPD thì ở đây chắc anh chị biết là chúng ta hiện bây giờ chúng ta có LABA, ví dụ như có Indacaterol, tức là Ompre, rồi LAMA là Tiotropium, thì chúng ta có cái Spiriva, LABA-LAMA thì chúng ta có Indacaterol Glycopyronium, tức là Ultipro, và ISES-LABA thì chúng ta biết nhiều có Cetirizine và Symbicort. Thì khuyến cáo của GO2019 người ta đưa ra các khuyến cáo, người ta nhấn mạnh rằng là cái thuốc mà chủ lực để điều trị cho bệnh nhân COPD vẫn là thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài dạng HIT, thì gồm có LABA hoặc là LAMA, và chúng ta sẽ ưu tiên nó chỉ bởi vì nó hiệu quả hơn và ít tác dụng phụ hơn là SABA và SAMA. Và nếu không có SABA SAMA nữa thì lúc đó mới sử dụng thuốc uống, và mình chỉ biết là thuốc uống nó tác dụng chậm và nó sẽ bị tác dụng phụ rất là nhiều, cho nên phải ưu tiên thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài dạng HIT, LABA hoặc là LAMA. Còn nếu mà khi chúng ta điều trị một thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài dạng HIT rồi mà bệnh nhân vẫn còn khó thở thì chúng ta nên tăng lên hai thứ thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài dạng HIT. Còn đối với ICS thì GO2019 chỉ khuyên chúng ta sử dụng trong trường hợp chúng ta nhắm tới giảm đợt cấp mà thôi. Tức là nếu bệnh nhân đã sử dụng thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài dạng HIT rồi mà vẫn còn đợt cấp thì lúc đó chúng ta mới xem xét ICS, chứ không nên khởi động ICS từ đầu. Vậy thì thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài dạng HIT vẫn là cái thuốc chủ lực trong điều trị COPD. Và trong GO này họ sẽ không, mấy chị sẽ thấy là rất ít khi họ các chị sẽ không bao giờ thấy là người ta đề cập tới theophylline nữa. Bởi vì theophylline họ hầu như là lúc trước chúng ta sử dụng, bây giờ họ nói là chỉ sử dụng khi nào chúng ta không còn thuốc giãn HIT thì mới sử dụng theophylline, bởi vì nó không có làm giảm cái đợt cấp so với những cái gì mà chúng ta biết trước đây. Bởi vì một cái nghiên cứu mới được công bố năm 2019 thấy rằng là theophylline hầu như không giảm đợt cấp so với cái nhóm sử dụng giả dược. Vậy thì chúng ta sẽ không sử dụng theophylline trừ khi không có thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài giãn HIT. Khi điều trị thì chúng ta sẽ dựa vào cái phân nhóm ABCD, thì cái này của anh chị rất là lành. Nếu mà nhóm A thì thử sử dụng một thuốc giãn phế quản tác dụng dạng HIT, nhưng mà thực sự ở Việt Nam mình cái số lượng bệnh nhân này rất ít. Nếu mà các anh chị gặp nhóm này, mấy anh chị chỉ cần sử dụng SABA hoặc SAMA khi cần mà thôi. Còn cái nhóm C đó là nhóm mà ít triệu chứng và nhiều đợt cấp, hầu như chúng ta rất là hiếm khi gặp. Và GO2019 khuyên là chúng ta sử dụng là LAMA, bởi vì là thấy là LAMA nó hiệu quả hơn LABA trong việc giảm đợt cấp. Nhưng mà chúng ta gặp nhiều nhất vẫn là cái nhóm B, là cái nhóm mà nhiều triệu chứng và ít đợt cấp. Thì GO2019 khuyên là nếu bệnh nhân tới từ đầu thì chúng ta sử dụng một thứ thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài dạng HIT hoặc là LABA hoặc là LAMA. Nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi thì, và do giá tiền nữa, thì thường chúng ta nên ưu tiên sử dụng là LABA nhiều hơn. Và nếu mà bệnh nhân tới chúng ta mà từ đầu bị khó thở nhiều đó, thì chúng ta bằng một cách phải làm cho bệnh nhân giảm khó thở ngay, thì nên kết hợp hai thứ thuốc giãn phế quản tác dụng dạng HIT, LABA, LAMA hơn là sử dụng một thứ thuốc. Còn cái nhóm D là cái nhóm mà nó phức tạp hơn, thì GO họ khuyên là chúng ta có thể sử dụng LAMA hoặc LAMA cộng LABA hoặc là ISS cộng LABA. Nhưng mà thực sự thì cái LAMA và LABA vẫn là cái thuốc đầu tay và nó phù hợp cho bệnh nhân ở Việt Nam, bởi vì cái giá thành của LABA, LAMA ở Việt Nam nó vẫn rẻ hơn là cái LAMA đơn thuần. Và ISS LABA mà chúng ta sẽ sử dụng cho những trường hợp nào mà chúng ta nghi ngờ là bệnh nhân có yếu tố hen mà thôi. Thì trong đây GO2019 khuyên là chúng ta cho bệnh nhân là có bạch cầu hóa tan trong máu từ 300 con trở lên, nhưng mà cái ngưỡng này rất là bàn cãi, cho nên thực sự 300 con trở lên có thể là rơi vào cái nhóm mà bệnh nhân có yếu tố hen. Cho nên sử dụng ISS cộng LABA thì sử dụng cho những bệnh nhân mà có yếu tố hen hoặc là bệnh nhân ACO. Thì sau khi chúng ta cho thuốc sử dụng ban đầu xong rồi, chúng ta phải đánh giá là bệnh nhân có đáp ứng hay không. Thì khi mà đánh giá đáp ứng thì người ta sẽ dựa vào cái triệu chứng, ví dụ bệnh nhân có khó thở thì chúng ta xem là bệnh nhân có giảm khó thở như mong đợi của bệnh nhân hay là bác sĩ hay không. Nếu mà thấy nó giảm khó thở thì chúng ta tiếp tục sử dụng thuốc đang sử dụng, còn nếu không thì chúng ta sẽ tăng mật điều trị. Thì bác sĩ Phan Thu Phương sẽ nói cái phần này. Nhưng mà trước khi các anh chị tăng mật điều trị đó, anh chị nhớ là lúc nào cũng phải kiểm tra là kỹ thuật HIT của bệnh nhân có đúng hay không, bệnh nhân có
tuân thủ điều trị hay không. Chúng ta cũng phải bảo đảm bệnh nhân tuân thủ điều trị, hít đúng và thấy là thuốc không hiệu quả, lúc đó chúng ta mới tăng bậc điều trị. Còn nếu không thì cần phải hướng dẫn bệnh nhân về cái kỹ thuật hít. Vậy thì đối với bệnh nhân Việt Nam của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn lựa thuốc như thế nào? Thì về mặt nguyên tắc, khi các anh chị chọn lựa thuốc là anh chị phải dựa vào hướng dẫn của GO 2019, tức là dựa trên những cái bằng chứng, những cái nghiên cứu ngẫu nhiên bù đôi có đối chứng là thấy là thuốc đó có hiệu quả. Và đặc biệt nữa là phải theo cái phác đồ điều trị của Bộ Y tế Việt Nam hay là các cơ quan của anh chị làm, anh chị phải tuân theo đó, nó liên quan tới pháp lý. Và lựa chọn dựa vào thuốc có sẵn ở nơi các anh chị có thuốc hay không. Ví dụ anh chị muốn thuốc Labalama nhưng mà nơi các anh chị làm không có Labalama thì anh chị sẽ làm sao? Cho nên phải dựa vào thuốc có sẵn hay không, rồi bảo hiểm y tế có chi trả hay không. Mà bảo hiểm y tế có khi chi trả tới lúc nào đó bệnh nhân hết thuốc, bảo hiểm không còn thuốc bảo hiểm nữa, bệnh nhân phải tự mua, thì phải lựa chọn thuốc nào đó mà bệnh nhân có khả năng chi trả được, rồi giá thành thuốc phải phù hợp cho thu nhập của bệnh nhân Việt Nam, rồi bệnh nhân có khả năng sử dụng được dụng cụ hít hay không, và xem thứ bệnh nhân có bị tác dụng phụ khi chúng ta sử dụng thuốc đó hay không. Và cái điều quan trọng nhất là thuốc đó phải vào được phổi của bệnh nhân và phát huy được tác dụng chúng ta mong muốn. Chúng ta sử dụng thuốc như thế nào đó, bệnh nhân muốn giảm khó thở là sử dụng thuốc đó, bệnh nhân phải giảm khó thở. Vậy thì mấy anh chị mong muốn cái gì thì phải đạt được cái đó. Thì đó là cái cách mà mấy anh chị sẽ lựa chọn thuốc nào phù hợp cho bệnh nhân Việt Nam. Thì đối với bệnh nhân nhóm A thì tôi nói rằng nó rất ít khi bệnh nhân nhóm A đi đến chúng ta, bởi vì họ hầu như là triệu chứng rất ít. Nếu mà gặp nhóm bệnh nhân này ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta chỉ cần sử dụng là một cái thuốc giải phế quản, có thể là Sapa kết hợp với Sama khi mà bệnh nhân khó thở mà thôi. Cho nên là tôi thấy rằng nếu mà bệnh nhân nhóm A mới chỉ cần sử dụng Sapa hoặc là Sama, và người ta thấy là Sapa Sama nó sẽ hiệu quả hơn là Sapa cho các bệnh nhân COPD. Và chút xíu nữa tôi sẽ nói các cơ chế tại sao Sapa Sama nó sẽ hiệu quả hơn cho bệnh nhân COPD. Còn đối với bệnh nhân mà nhóm B đó thì họ khuyến cáo rằng là chúng ta sẽ sử dụng là một thứ thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài trước, rồi sau đó không đỡ thì có thể tăng lên hai loại. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân đến với chúng ta nhóm B mà có triệu chứng khó thở nhiều, ví dụ CAT từ 20 điểm trở lên hoặc là MMRC từ 3 điểm trở lên, tức là bệnh nhân đi không quá 100 thước là đã khó thở rồi, thì chúng ta nên kết hợp cả LABA và LAMA. Thì tại sao trong cái nhóm bệnh nhân mà nhóm B thì người ta nhận thấy rằng là LABA đó nó rất là hiệu quả trong việc mà giảm khó thở? Và kinh nghiệm của chúng tôi thấy là nếu bệnh nhân mà COPD đến với chúng ta nhóm B đó thì chúng ta có thể sử dụng Onbre, Indacaterol. Và cái nghiên cứu so sánh gián tiếp thôi, thì họ thấy rằng là khi mà so sánh những cái thuốc mà LABA với nhau đó thì thấy rằng là Indacaterol nó sẽ cải thiện cái FEV1 nó sẽ tốt hơn sau 24 tuần điều trị so với những cái thuốc giãn phế quản tác dụng, tức là những cái nhóm LABA khác, ví dụ Salmeterol hoặc Metoprolol hoặc là Olodaterol. Như vậy thì cái Indacaterol dù cái hàm lượng 150mg hoặc là 300mg thì nó sẽ cải thiện cái FE1 nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà đây là cái nghiên cứu mà so sánh gián tiếp thôi, cho chúng ta phải cẩn thận tùy theo cái dân số đưa vào nghiên cứu. Nhưng dù đi chăng nữa thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái Indacaterol nó sẽ cải thiện FE1 tốt hơn những cái thuốc LABA khác. Và nếu mà cải thiện FE1 tốt hơn thì lúc đó cải thiện được cái tình trạng khó thở tốt hơn và cải thiện được cái khả năng gắng sức của bệnh nhân tốt hơn. Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta sử dụng cái Indacaterol cho bệnh nhân mà COPD nhóm B. Còn nếu mà bệnh nhân mà đến với chúng ta mà khó thở nhiều hơn đó, thì cái nghiên cứu Blaise họ cho thấy rằng là cái thuốc LABA kết hợp với LAMA trong trường hợp này là Indacaterol kết hợp với Glycopyrronium là cái đường màu xanh dương này, mấy anh chị thấy là nó cải thiện cái FE1 nó sẽ tốt hơn là cái nhóm mà sử dụng LAMA, tức là Tiotropium hoặc là giả dược. Như vậy chúng ta sử dụng LABA kết hợp với LAMA nó sẽ tốt hơn là LAMA trong việc cải thiện FEV1. Đó là lý do tại sao mà bệnh nhân khó thở nhiều thì chúng ta sẽ sử dụng LABA kết hợp với LAMA hơn là LAMA đơn thuần. Thì đó là trong một ngày. Còn nếu mà sau 26 tuần thì họ thấy rằng cái nhóm mà sử dụng LABA kết hợp với LAMA đó thì nó sẽ tốt hơn từng lượng chất, tức là tốt hơn là Indacaterol màu vàng như thế này, hoặc là tốt hơn cái Glycopyrronium màu nâu, màu cam, hoặc là cái màu xanh lá cây là Tiotropium LAMA ở đây. Như vậy thì kết hợp hai thứ LABA LAMA thì nó sẽ cải thiện FE1 sau 6 tháng nó sẽ tốt hơn là từng đơn chất. Đó là lý do cho tại sao nếu mà bệnh nhân bị khó thở nhiều thì chúng ta nên sử dụng LABA kết hợp với LAMA để cải thiện FE1, và từ đó sẽ cải thiện được triệu chứng khó thở cho bệnh nhân.
Và cái lý do tại sao mà La Ba kết hợp với Lama nó sẽ hiệu quả hơn trong việc làm giảm khó thở, thì chúng ta biết rằng bệnh nhân COPD thường có tình trạng là tăng tiết quá mức của acetylcholine, và acetylcholine thì nó sẽ gắn vào thụ thể M3 ở trên cơ trơn phế quản, từ đó nó sẽ biến đổi cái chất là PLC beta thành IP3, và IP3 sẽ gây ra co thắt phế quản. Và khi mà chúng ta sử dụng LABA, tức là kích thích BT2, thì nó sẽ gắn vào thụ thể BT2 ở trên cơ trơn phế quản, và nó biến ATP thành AMP vòng, và từ đó gây ra giãn phế quản cho bệnh nhân. Như vậy sử dụng cái đồng bằng BT2 thì sẽ có giúp bệnh nhân bị được giãn phế quản. Nhưng mà nếu mà cái acetylcholine nó được tăng tiết quá mức, thì cái PLC beta này nó tiết ra ngoài chuyện tiết ra AIP3 làm cây co thắt phế quản, thì nó còn tiết ra diacylglycerol. Nhưng mà cái chất này nó lại ức chế cái việc mà chuyển ATP thành AMP vòng ở bệnh nhân mà sử dụng LABA đơn thuần. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ sử dụng LABA đơn thuần nhiều lúc không đủ, thì chúng ta cần phải sử dụng cái thuốc LAMA. Thì LAMA nó sẽ kháng được cái tình trạng mà gắn acetylcholine vào M3, và từ đó nó sẽ làm giảm tiết cái IP3 và giảm co thắt phế quản. Thì giảm co thắt phế quản thì gián tiếp gây làm giãn cái cơ trơn phế quản, và nó giảm cái chất glycerol này, thì nó lúc này nó sẽ không còn ức chế cái con đường mà tác động của thuốc kích thích thụ thể beta 2, và từ đó nó sẽ gây ra tăng thường giãn phế quản. Như vậy chúng ta phối hợp hai thứ thuốc giãn phế quản nó sẽ hiệu quả hơn, nó tác động bởi hai con đường khác nhau, và từ đó nó sẽ gây ra giãn phế quản một cách hiệu quả và bệnh nhân giảm khó thở tốt hơn. Như vậy đối với bệnh nhân COPD nhóm B ở Việt Nam thì chúng ta sử dụng như thế nào? Thì thuốc mà chúng ta ưu tiên sử dụng đó là thuốc LABA, bởi vì nó có hiệu quả làm giãn phế quản tốt hơn. Và cái thứ hai nữa, ở Việt Nam mình LABA nó sẽ rẻ tiền hơn so với LAMA, cho nên chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng LABA. Và sau đó nữa, nếu mà bệnh nhân bị khó thở thì chúng ta sẽ xem xét là sử dụng LABA kết hợp với LAMA. Bởi vì cái ví dụ mình có Ultipro thì LAMA kết hợp với LABA lại rẻ tiền hơn là LAMA đơn thuần. Và chúng ta đã thấy rằng là hai thứ thuốc kết hợp thì hiệu quả giãn phế quản sẽ tốt hơn. Cho nên đối với bệnh nhân COPD ở Việt Nam thì nhóm B thì ưu tiên sử dụng LABA, hoặc là nếu mà nặng thì LABA kết hợp với LAMA. Còn nếu mà ở những nơi mấy anh chị không có nữa đó, không có thuốc LABA hoặc LABA kết hợp LAMA, thì chúng ta sẽ sử dụng SABA kết hợp với SAMA. Nhưng mà đối với thuốc này chúng ta phải sử dụng nhiều lần trong ngày, và nó sẽ làm tăng tác dụng phụ của bệnh nhân. Và không có nữa thì mới sử dụng tới cái này. Còn ưu tiên là sử dụng LABA hoặc là LABA kết hợp với LAMA cho bệnh nhân nhóm C, nhóm B. Còn đối với bệnh nhân nhóm C thì đây là cái nhóm bệnh nhân mà rất ít gặp ở Việt Nam. Tôi nghĩ mấy nếu mà chị chẳng đoán nhóm C thì coi lại, coi khi nó lại là nhóm D đó. Nếu mà ra nhóm C thì trong trường hợp này thì rất ít, thì các anh chị sẽ sử dụng LAMA. Bởi vì cái nghiên cứu đối đầu là thấy rằng là nếu chúng ta sử dụng tiotropium đó thì cái đợt cấp đó, nó sẽ thấp hơn là indacaterol. Indacaterol nó tăng được cấp khoảng hơn 20, gấp 1,2 lần so với là tiotropium. Cho nên nếu mà đúng thực sự là nhóm C thì chúng ta sẽ sử dụng LAMA. Thì ở Việt Nam mình có Spiriva, nhưng mà trong trường hợp này thì mấy anh chị phải cân nhắc, có khi nó là nhóm D thì chúng ta sẽ sử dụng LABA phối hợp với LAMA, thì nó lại hiệu quả hơn và nó lại rẻ tiền hơn là LAMA đơn thuần. Vậy thì bệnh nhân nhóm C có thể sử dụng là LAMA kết hợp với LABA. Còn vậy thì nhóm C là tôi nhắc lại là mấy anh chị ưu tiên sử dụng LABA phối hợp với LAMA. Nó khác vào 2019 là họ sử dụng là LAMA đơn thuần mà thôi. Còn đối với bệnh nhân nhóm D đó thì đây là cái nhóm nó tương đối phức tạp. Và đối với nhóm bệnh nhân này thì tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng LABA kết hợp với LAMA như là thuốc đầu tay. Và chỉ trừ khi chúng ta thấy rằng bệnh nhân có yếu tố hen, chẳng hạn với bệnh nhân có biểu hình ACO thì trong đó có bạch cầu tăng trong máu tăng cao, hay là bệnh nhân có tiền căn hen trước đó hay bị dị ứng gì đó, thì lúc đó chúng ta sẽ xem xét sử dụng là triple therapy gồm có ICS LABA phối hợp với LAMA. Bởi vì đây là cái nhóm bệnh nhân vừa có nhiều triệu chứng và nhiều đợt cấp, thì nên chúng ta sử dụng là triple therapy hơn là chúng ta sử dụng một cái LAMA đơn thuần mà thôi.
Thì ví dụ đây là một cái nghiên cứu Spark, họ cho thấy rằng nếu mà chúng ta sử dụng la ma kết hợp với la ba, đây là cái cột màu xanh, đây mấy chị thầy thấy rằng là nếu mà cho tất cả các đợt cấp từ nhẹ cho tới nặng đó, thì so với la ma đơn thuần gồm có glycopyrrolidone màu đỏ hoặc là tiotropium, thì thấy rằng là la ma kết hợp với la ba nó giảm đợt cấp một cách hiệu quả hơn là la ba la ma đơn thuần. Như vậy đó là lý do tại sao mà chúng ta nên ưu tiên sử dụng la ma kết hợp với la ba hơn là la ma không để làm giảm đợt cấp cho bệnh nhân CVD nhóm D. Và cái nghiên cứu FLAME là cái nghiên cứu mà làm thay đổi cái Gold 2017, tức là đã đưa cái thuốc giãn quãng tác dụng kéo dài dạng HIT là thuốc đầu tay hơn là ICS cộng LABA. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta sử dụng LABA kết hợp với LAMA thì nó sẽ giảm đợt cấp tất cả các đợt cấp so với ICS LABA. Trong trường hợp này là chúng ta có salmeterol kết hợp với fluticasone là nó giảm 11%. Vậy thì và cái chuyện giảm này nó bất kể bạch cầu ác toan là dưới 2% hoặc là trên 2%, mà bạch cầu ác toan càng thấp đó thì cái việc giảm cái đợt cấp của LABA kết hợp với LAMA so với ICS cộng LABA nó sẽ hiệu quả hơn là bạch cầu ác toan trong máu nó trên 2%. Vậy thì LABA kết hợp với LAMA vẫn hiệu quả hơn ICS cộng LABA trong việc giảm đợt cấp cho bệnh nhân CVD, đặc biệt là bệnh nhân CVD nhóm D. Và một cái nghiên cứu review họ so sánh cái nhóm gọi là triple therapy tức ICS LABA cộng LAMA so với cái nhóm LAMA cộng LABA đó, thì thấy rằng là cái việc mà giảm đợt cấp giữa cái nhóm triple therapy so với cái nhóm mà LAMA cộng LABA thì nó đạt con số B là 0,05, cho nên là cái ngưỡng này là nó gần bằng là có ý nghĩa thống kê. Nhưng mà khi mà phân tích dưới nhóm thì thấy rằng là cái nhóm mà có hiệu quả trong việc giảm đợt cấp đó cho cái nhóm mà điều trị bằng triple therapy, chủ yếu là nếu mà bệnh nhân có bạch cầu ác toan trong máu cao đó, thì nó có hiệu quả trong việc giảm đợt cấp so với LABA LAMA đơn thuần, còn những cái nhóm khác thì lại không hiệu quả. Cho nên về mặt nguyên tắc thì nếu mà bệnh nhân mà có bạch cầu ác toan trong máu cao hoặc là bệnh nhân có yếu tố hen thì chúng ta xem xét sử dụng triple therapy, còn nếu không thì chúng ta nên sử dụng là LABA cộng LAMA. Bởi vì một khi hiện bây giờ đang có tình trạng là chúng ta chỉ định quá mức ICS, nhiều lúc có 70% bệnh nhân sử dụng ICS trong khi ICS nó lại không có hiệu quả và nó làm tăng nguy cơ viêm phổi cho bệnh nhân. Và một khi chúng ta đã cho ICS rồi, chúng ta rất khó rút ra ICS, cho nên là lúc nào nó bệnh nhân mới thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng thuốc giãn quãng tác dụng kéo dài trước. Nếu mà vẫn không bệnh nhân vẫn xuất hiện được cấp thì lúc đó chúng ta mới xem xét thêm ICS, chứ không có sử dụng ICS LABA ngay từ đầu cho bệnh nhân COPD. Vậy thì cái cơ chế mà tại sao LABA với LAMA nó giảm được cấp thì bởi vì LABA LAMA nó sẽ làm giảm được cái triệu chứng khó thở, và lúc đó bệnh nhân phải khó thở nhiều lắm mới vào được cấp, nghĩa là nó tăng cái ngưỡng khó thở của bệnh nhân lên. Rồi LAMA thì nó là giảm đàm nhớt, và LABA tăng nó sẽ làm đàm nó dễ ra ngoài hơn, là lúc đó nó sẽ giảm được cái triệu chứng tăng tiết đàm của bệnh nhân, từ đó sẽ làm giảm được cấp cho bệnh nhân CVD. Vậy thì đối với bệnh nhân nhóm D đó ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta nên ưu tiên sử dụng LABA phối hợp với LAMA trước. Và nếu bệnh nhân nào mà có yếu tố hen đó, tức là có tình trạng ACO, thì chúng ta sử dụng là triple therapy hơn là chúng ta chỉ sử dụng là ICS cộng LABA. Và một khi đã quyết định sử dụng thuốc điều trị duy trì để làm giảm đợt cấp hay giảm triệu chứng thì chúng ta nên khởi động càng sớm càng tốt. Nếu bệnh nhân vào đợt cấp thì nếu đang sử dụng thuốc giãn quãng tác dụng kéo dài dạng HIT thì chúng ta tiếp tục sử dụng, còn nếu không chúng ta nên khởi động sớm. Ví dụ cái nghiên cứu này họ cho thấy rằng nếu mà bệnh nhân bị đợt cấp và chúng ta sử dụng thuốc điều trị duy trì mà khởi động trong vòng 15 ngày đó, mà nếu mà chúng ta khởi động trễ đó thì cái tình trạng mà xuất hiện đợt cấp mà phải sử dụng thuốc corticoid uống hoặc là kháng sinh hoặc là cấp cứu hay nhập viện nó tăng gấp 1,7 lần. Như vậy một cái thông điệp nữa các anh chị nhớ rằng là nếu bệnh nhân vào đợt cấp thì chúng ta phải sử dụng thuốc điều trị duy trì phòng ngừa đợt cấp càng sớm càng tốt, thì lúc đó nó sẽ làm giảm được cái đợt cấp trong tương lai cho bệnh nhân CVD. Thì xin kết luận lại là chúng ta sẽ lựa chọn thuốc ban đầu cho bệnh nhân CVD là tùy theo cái phân nhóm ABCD của bệnh nhân và tùy theo là thuốc có sẵn ở nơi các chị làm, tùy theo thuốc có bảo hiểm y tế chi trả hay không, là giá thành và dụng cụ HIT của thuốc. Và cái thuốc giãn quãng tác dụng kéo dài dạng HIT vẫn là cái thuốc chủ lực trong điều trị CVD. Và nếu bệnh nhân có nhiều đợt cấp hoặc là nhiều triệu chứng thì chúng ta sẽ nên ưu tiên sử dụng LABA phối hợp với LAMA cho phần lớn bệnh nhân CVD. Thì xin chân thành cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi.